Chào mừng anh em quay trở lại với channel của đường HT Block Food Rank anh em ơi. Ở series này thì mình sẽ lấy cho bằng được cây kiếm ra mai anh em nhá. Và tiền thì mình sẽ chỉ cho anh em địa điểm cụ thể cũng như cách lấy luôn. Dù anh em sẽ đến pháo đài hải quân và nhận nhiệm vụ của ông EDT Hunter anh em nhá. Và bây giờ thì nó bảo mình đi đến đảo Phụ Nữ và giết con boss đầu tiên. Anh em chỉ cần giết đủ 30 con là anh em có thể rút cây kiếm ra ma rồi. Và bây giờ là đảo Phụ Nữ anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em địa điểm cụ thể luôn. Đảo Phụ Nữ có tên khoa học là Hydra Island anh em ơi, hay còn gọi là đảo Phụ Nữ anh em. Và đây là cái chỗ spam đầu tiên của con boss ẩn anh em. Đây là vị trí thứ nhất anh em. Vị trí thứ nhất anh em không thấy thì anh em tiếp tục theo mình sang vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai ở đảo Phụ Nữ này thì nó nằm ở trên con thác chảy xuống biển anh em ơi. Đây, anh em nhảy xuống chỗ này nhá. Rồi đây là vị trí spam thứ hai của nó anh em nhá. Vị trí thứ hai. Rồi tiếp tục chạy tiếp nào anh em. Anh em cứ tiếp tục chạy theo mình. Rồi và mình sẽ chỉ cho anh em địa điểm thứ ba. Anh em cứ làm giống như video của mình cho nó đơn giản. Mình hướng dẫn cho anh em cách kỹ càng cho anh em tìm ra nó dễ nha anh em. Và đây là vị trí thứ ba anh em ơi. Và thì nó đã xuất hiện ở vị trí thứ ba này anh em. Mình mới qua C3 được mấy hôm thôi, mình cũng chưa có cây kiếm da ma. Thì ở video này thì mình sẽ lấy cho bằng được cây kiếm da ma. Và tiền thể thì mình hướng dẫn cụ thể chi tiết cho anh em. Anh em hãy giúp mình một người một like một sub anh em nhá, cho mình sớm đạt mục tiêu là 1k sub đầu tiên. Rồi bây giờ là vị trí thứ tư này anh em. Hòn đảo này có 4 vị trí nha anh em. Vị trí thứ tư thì nó gần cái đấu trường và anh em chạy lại dưới cái mỏm đá này anh em ơi. Đây là vị trí thứ tư cũng như là vị trí cuối cùng luôn anh em ạ. Đây, đảo Phụ Nữ này thì chỉ có 4 vị trí này thôi anh em nhá. Và mình cũng nhắc kỹ luôn cho anh em nào đỡ thắc mắc nhá, là khi anh em đánh xong một con như thế này thì anh em tiếp tục về lại cái đảo hải quân, là cái pháo đài hải quân anh em. Anh em tiếp tục nhận nhiệm vụ và nó cho anh em đảo nào thì anh em cứ đến đảo đó anh em tìm thôi. Tìm như các vị trí mình đã chỉ cho anh em đây. Mình sẽ chỉ cụ thể từng chi tiết cho anh em. Tiếp tục nhận nhiệm vụ này anh em. Bây giờ nó bảo mình đến cái đảo là Great Tide. Great Tide là cái đảo cổ thủ anh em nhá, là cái đảo cây cổ thủ đó anh em. Bây giờ thì cây cổ thủ mình không di chuyển nhanh được thì mình sẽ lội qua biển thôi, nhanh gọn. Bây giờ mình có tộc thỏ mà anh em, tộc thỏ mình di chuyển cũng rất là nhanh luôn. Đảo cây đại thụ này thì nó có tên khoa học là Gritty anh em ơi. Và chỗ đảo này thì nó chỉ có hai chỗ spam boss thôi anh em nhá. Hai chỗ rất đơn giản thôi, anh em theo mình này anh em. Đây, cái mỏm đá anh em thấy cao kia chưa đây. Đây là vị trí spam đầu tiên anh em. Nói chung trong 4 đảo spam boss ẩn thì chỉ có đảo này, đảo cây cổ thụ và cái đảo thị trấn cảng là anh em dễ kiếm nhất. Tại vì đảo này chỉ có hai chỗ spam boss thôi và đảo thị trấn cảng thì chỉ có một chỗ spam boss duy nhất. Cho nên nó giao cho anh em nhiệm vụ hai đảo này thì anh em đỡ vất vả, đỡ vất công tìm kiếm nha anh em. Khó tìm nhất thì vẫn ở đảo rùa anh em ạ. À, đảo rùa có 7 địa điểm xuất hiện mà anh em nào mù đường thì tìm mãi không ra đâu anh em ơi. Rồi người nào đánh chết cái thì anh em mất nhiệm vụ luôn, anh em phải tiếp tục nhận lại này anh em. Rồi xong một vị trí thứ nhất anh em nhá. Đảo này có một vị trí, đây là vị trí thứ hai này anh em. Đảo này chỉ có hai vị trí thôi, đảo cây cổ thủ anh em nhá. Rồi xong anh em, xong đảo cây cổ thủ nhá. Đảo cổ thủ chỉ có hai địa điểm này. Rồi tiếp theo mình về nhận nhiệm vụ này anh em. Lần này là đảo nào đấy anh em? Rồi lần này là đảo rùa rồi anh em ơi. Đảo rùa đảo khó kiếm nhất anh em ạ. Đảo rùa thì nó spam 7 địa điểm anh em nhá. Nhưng anh em cứ yên tâm, mình sẽ chỉ cho anh em chi tiết từng tí từng tí luôn anh em ơi. Anh em không phải lo. Đảo rùa thì nó có tên khoa học là Floating Tulu anh em. Từ trong quán cà phê anh em ra khỏi cổng và anh em rẽ phải cả anh em nhá, anh em sẽ thấy hai cây nấm ở đây anh em ạ. À, đây hai cây nấm ở đây thì anh em sẽ nhảy lên này cho mình nhá. Chủ này có hai cây nấm này rồi, anh em tiếp tục nhảy lên thì thấy hai cây nấm ở trên kia tiếp. Chỗ đó là chỗ spam bot đầu tiên anh em. Anh em nào xem mà không nhớ thì cứ xem đi xem lại cho kỹ anh em nhá. Rồi đây chỗ này anh em nhá, vị trí kia nhá, đúng, đó là vị trí spam đầu tiên. Rồi tiếp theo là vị trí thứ hai này anh em. Vị trí thứ hai thì mình tiếp tục V
về chỗ cổng quán cà phê để anh em hình dung cho dễ nha anh em. Đây, mình cứ chạy lại trước cái cổng quán cà phê đây anh em ơi, rồi mình sẽ chạy thẳng xuống này anh em. Mình chạy thẳng xuống như thế đây. Chỗ này sẽ spam một con bot, đây là vị trí thứ hai anh em. Anh em cứ tìm lần lượt như kiểu mình chỉ ở trong video anh em ơi. Vị trí thứ nhất không thấy, bây giờ mình sang vị trí thứ hai đã gặp nó rồi anh em. Nếu sang vị trí thứ hai không gặp thì anh em tiếp tục theo dõi anh em nhé. Tiếp tục theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 rồi thứ 7 luôn anh em nhé. Rồi từ cổng chính anh em đi xuống đây. Đây, anh em sẽ thấy hai cây nấm hồng này. Rồi anh em chạy lên đây. Và chủ cái cây nấm lẻ loi một mình ở đây thì sẽ có một con. Anh em bay lên đây cho mình nhá. Anh em bay lên đây cho mình. Đây. Rồi và đây là vị trí thứ 3 này anh em. Vị trí thứ 3 trong đảo rùa nhá. Rồi tiếp tục là vị trí thứ 4 thôi anh em. Mình tiếp tục quay lại cái chỗ cổng quán cà phê cho anh em hình dung cho dễ anh em. Rồi từ cổng quán cà phê anh em đi xuống, anh em gặp hai cây nấm hồng thì anh em rẽ trái anh em. Anh em rẽ trái anh em nhá. Rồi lên đây thì anh em sẽ thấy cái doanh trại anh em. Anh em đi vào doanh trại và anh em bắt đầu phi thân qua cái tường này anh em ơi. Anh em phi thân qua đây. Và đây là vị trí spam bot thứ tư anh em nhá. Nó spam ở đây, đó là vị trí thứ tư. Rồi từ đấy anh em chạy xuống cái chỗ này. Anh em đi bổ xuống đây. Xuống đây là anh em thấy một cây nấm ở đây. Cái nấm đỏ ở đây, đây là vị trí thứ 5 luôn này anh em. Đấy, rất là cụ thể, rất là nhanh luôn. Tiếp tục quay về cổng quán cà phê này anh em. Mình sẽ chỉ cho anh em vị trí thứ 6 này. Anh em chạy xuống gặp cây hai cây nấm hồng luôn. Và anh em tiếp tục chạy thẳng xuống tiếp. Chạy xuống tiếp theo cái đường mòn màu trắng này anh em ơi. Anh em chạy theo mình nhá. Chạy thẳng xuống đây thì anh em thấy một cái cổng anh em ơi. Thấy một cái cổng mà thấy ba cây nấm, hai cây nấm đỏ và một cây nấm hồng. Anh em phi thân lên đây. Đây, đây là vị trí spam thứ 6 của nó anh em. Đó là vị trí thứ 6 nhá. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại trước cổng quán cà phê và anh em bắt đầu rẽ phải đi xuống anh em ơi. Anh em chạy thẳng rẽ phải theo cái đường mòn màu trắng này. Anh em đi xuống đây thì anh em sẽ phát hiện ra những ngôi nhà. Những ngôi nhà nó lơ lửng đây anh em. Đi xuống đây thì anh em sẽ có thấy một cái cổng đây anh em. Thì anh em sẽ thấy có những ngôi nhà nó treo trên cây thế kia. Đây anh em thấy có mấy ngôi nhà màu vàng treo trên cây chưa. Đấy, đây là vị trí thứ 7 nhá. Và ở đây sẽ xuất hiện con bot vị trí thứ 7 này anh em. Anh em bắt đồng phi thân lên đây cho mình. Đây, trên cái mỏm đá màu xanh này. Mỏm này anh em nhá, đây, mỏm này là vị trí thứ 7 đấy anh em. Và cùng là vị trí cuối cùng ở trong đảo rùa luôn. Và đây là hòn đảo cuối cùng xuất hiện bọt biển anh em. Nó có tên khoa học là Phốc Thao anh em. Phốc Thao này thì mình hay gọi, anh em hay gọi là thị trấn cảng anh em. Anh em đi theo mình nha. Rồi anh em chạy thẳng ra sau này anh em ơi. Chạy thẳng ra sau cái bãi cỏ này. Đấy. Rồi anh em tiếp tục chạy đến đây. Rồi đến đây thì anh em sẽ thấy một cái phiến đá màu xám đấy anh em. Anh em thấy phiến đá màu xám chưa anh em? Rồi anh em bay lên đó cho mình nha. Đấy, đây là vị trí thứ nhất cũng là vị trí duy nhất ở trong hòn đảo này. Đảo này mà nó giao nhiệm vụ cho anh em thì anh em khỏe nhất anh em ạ. Chỉ có một vị trí này thôi, cho nên nó có giao anh em nhiệm vụ đến đây thì anh em chỉ đến lại cái mỏm đá này anh em diệt là được. Ok, đó là toàn bộ những cái vị trí xuất hiện ở bốn đảo mình đã chỉ cho anh em rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay về và rút cây kiếm ra ma luôn. Mình đã đánh đủ hơn 30 con rồi anh em ạ. À, anh em chỉ cần đánh đủ 30 con là được anh em nhá. Đây là mình làm clip cho nên mình hướng dẫn cụ thể cho anh em luôn, cho nên mình đánh thêm cũng không sao. Bây giờ mình đánh quá 30 con rồi. Hình như con này là con thứ 40 của mình rồi anh em ơi. Mình sẽ về để mình kiểm tra xem được bao nhiêu con rồi. Bây giờ mình sẽ về chỗ đảo hải quân anh em, pháo đài hải quân ở trên biển đây. Rồi lại đây thì anh em ấn xem tiến độ này anh em. Đây anh em ấn xuống xem tiến độ nhá. Rồi thì bây giờ là mình đánh 40 con cho anh em ạ. Vượt mức so với chỉ tiêu là 10 con. Rồi bây giờ mình sẽ về đảo phụ nữ này anh em. Sau khi đủ 30 con rồi thì anh em sẽ quay về đảo phụ nữ và anh em rút cây kiếm ra ma nhá. Rồi anh em đi theo mình này anh em. Mình sẽ chỉ cho anh em địa điểm để anh em rút cây kiếm. Anh em sẽ chạy lại cái chỗ lúc này mình hướng dẫn cho anh em cách tìm bột anh em.
Anh em men theo dòng nước này, anh em chạy thẳng xuống đây thì sẽ có một con thác đổ ở trên cao xuống đây. Nó đổ từ trên cao xuống biển nhá. Anh em nhảy xuống đây thì có một cánh cửa bí mật, anh em xuyên qua cái thác được cho mình. Chạy vào tiếp thì anh em bắt gặp một cánh cửa đá này anh em, và anh em phải phá nó cho mình nhá. Anh em dùng Q này anh em. Bây giờ mình dùng Q mình phá nó nhá. Q nào có nổ đấy anh em ơi. Phá luôn. Phá xong thì anh em chỉ cần giết mấy con quái này thôi. Mấy con quái này rất là yếu, anh em đánh nó chết thì anh em rút được cây kiếm ra mà nhá. Rồi. Mấy con quái chết xong rồi thì anh em bắt đầu rút kiếm này anh em. Nếu chưa đánh đủ 30 con thì anh em rút cây kiếm này sẽ bị chết. Còn sau khi anh em đánh đủ 30 con rồi thì anh em sẽ rút được nó nhá. Anh em click vào đó thôi. Rồi. Bắt đầu rút này anh em. Lần thứ nhất thì nó bảo là thanh kiếm dường như không nhúc nhích, muốn thử lại. Anh em tiếp tục nhấp vào đấy. Đến lần thứ tư thì nó sẽ cho anh em rút nhá. Rồi, vậy là mình đã rút thành công cái kiếm da ma rồi này anh em. Để xem thế nào. Đấy rồi, kiếm da ma. Vậy là chính thức mình đã sở hữu cây kiếm da ma sau mấy ngày qua bên Shiba này anh em. Và đó là toàn bộ clip mình hướng dẫn cho anh em cách lấy kiếm da ma cũng như những địa điểm spam bot bí ẩn nhá. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh cho mình, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.